Tuyết Hoàng thiếu chủ cùng Lăng Ba thiếu chủ cũng là tuần tự xuất thủ, Tuyết Hoàng thiếu chủ hóa ra bản thể, một đầu tuyết hoàng chừng cao trăm trượng, đỉnh thiên lập địa triển khai hai cánh, đưa tới đầy trời băng tuyết, mà Lăng Ba thiếu chủ thì biến thành một đầu nhân ngư, chỉ là tóc vì màu xanh biếc trạch, đồng tử như mãng như rắn khiếp người, hai con mắt bên trong có vô biên sóng lớn lưu động, diễn hóa xuất từng đạo thủy hành đạo văn như kiếm, hướng về Cố Trường Thanh chém tới. Ba tên thần ma thiên kiêu bên trong lĩnh đội xuất thủ, để những cái kia thần ma con nổi dõi đều hoàn hồn, liền bận bịu đi theo đám bọn hắn cùng nhau hành động. Nhất thời, từng đạo thần ma con nổi dõi anh ra thần quang, cộng minh diễn hóa. Đến sau cùng, tại Xí Thiên ba người dẫn dắt dưới, trực tiếp hội tụ ra một phương vô thượng sát trận, ngưng ra một tôn thần ma hư ảnh. Đỉnh thiên lập địa, khí thế của nó càng là bành trường tới cực điểm, đủ để cho huyền đế cũng vì đó biến sắc. Hảo, hoàn thành. Đại trận hoàn thành trong nháy mắt, Xí Thiên thiếu chủ trong mắt đều là có vô biên tinh mang, mà còn lại thần ma thiên kiêu càng là kinh hỉ vạn phần, ngoại trừ Tuyết Hoàng, Lăng Ba hai tộc thiếu chủ bên ngoài, bọn họ đều là không kịp chờ đợi tiến vào đại trận, nhập chủ phương này sát trận hư ảnh, gia trì trận này sát lực, cảm thụ được đại trận cung cấp bành trướng năng lượng. Bọn hắn nhìn Cố Trường Thanh ánh mắt đều là lại không ý sợ hãi. Người này có lẽ yêu nghiệt, có thể nhập Bắc Hoang đỉnh cấp thiên kiêu hàng ngũ, nhưng không sao, hắn bại cục đã định trước. Chúng ta nhiều như vậy thần ma liên thủ, hắn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại một chúng thần ma thiên kiêu kích động thời điểm, Cố Trường Thanh cũng là bước trên mây mà lên. Muốn chạy trốn, vẫn là muốn ra tay ngăn cản. Nhìn đến động tác của hắn, Xí Thiên ba người khóe miệng ngậm lấy cười lạnh. Đáng tiếc, mặc kệ loại kia, đều đã chậm. Sát trận đã hoàn thành. Cho dù là đương đại huyền đế, tại phương này sát trận trước mặt đều muốn nhượng bộ, huống chi là chỉ là Cố Trường Thanh. Hắn duy nhất lật bàn cơ hội, chính là tại bọn họ sát trận hoàn thành trước xuất thủ. Nhưng cũng tiếc, Cố Trường Thanh quá mức vô lễ, bỏ qua cái này quan trọng thời cơ. Kết cục của ngươi, ta đã định trước. Xí Thiên thiếu chủ tự lẩm bẩm, nhưng lời của hắn còn chưa nói xong, hắn đồng tử chính là bỗng nhiên ngưng kết. Tại Xí Thiên thiếu chủ, thậm chí hai bên hai gã khác thần ma lĩnh đội thiên kiêu ánh mắt đờ đẫn nhìn soi mói, Cố Trường Thanh bước trên mây mà lên, nhìn lấy cái kia hội tụ 99% thần ma con nổi dõi hư ảnh, mỉm cười, sau đó một tay vung lên, cưới, một đạo chu tước vang lên thành âm, vang vọng khắp nơi. Tại toàn trường tu sĩ, rung động ánh mắt xen lẫn bên trong, Cố Trường Thanh sau lưng có một phương màu đỏ quang ấn, mang theo phần tịch thương khung, tận diệt thiên hạ tà ma khí thế, phóng lên tận trời, thẳng vào vân hải phía trên. Cuồn cuộn quang ấn, diễn hóa xuất chu tước hư ảnh, tại Cố Trường Thanh thôi động dưới, nhắm ngay phía kia thần ma hư ảnh, ngang nhiên rơi xuống, chỉ một kích mà thôi. Cái kia một tông đủ để cho huyền đế tránh lui thần ma hư ảnh, chính là như cỏ khô gặp liệt như lửa, liền dãy ruộng, cao thảm cơ hội đều không có. Tại trong chớp mắt, liền bị Cố Trường Thanh chỗ thúc dục chu tước thiên ấn, lay động vì cho bụi, thánh vương binh, Trường Thanh điện hạ, không chỉ tu vi đã vì đạo tôn chi cảnh, thậm chí còn có thể độc lập thôi động thánh vương cấp linh binh. Toàn trường hoảng sợ, thánh vương minh khí gì sự bá đao, đừng nói đế quân cảnh, dưới tình huống bình thường thì liên chuẩn thánh giả muốn thôi động thánh vương cấp binh khí cũng phải cần hao phí khá nhiều linh lực, thậm chí còn cần phải vận dụng chút át chủ bài hoặc là sớm bố trí đại trận mới được. Nhưng Cố Trường Thanh đâu, đừng nói cái gì bố trí đại trận, liên tu vi đều chỉ là đạo tôn cảnh giới mà thôi à. Một chúng nhân tộc tu sĩ đều là rung động tới cực điểm, mà cái kia ba tên sau khi trải qua sàng lọc thần ma thiếu chủ lại càng không cần phải nói. Nhìn tận mắt chính mình dưới trướng những cái kia thần ma con nổi dõi tại Cố Trường Thanh chu tước thiên ấn trước mặt bị lay động vì cho bụi, bọn hắn đạo tâm đều là bị triệt để đánh sập. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là đến mau trốn. Xí Thiên thiếu chủ dẫn đầu quay người, trong nháy mắt liền xông ra phong thành chiến đài. Mà liền tại hắn chạy ra chiến đài trong nháy mắt, hắn không có khống chế kêu lên thảm thiết, nay khí vận hóa thành lưu quang, bị vô hình pháp tắc chi lực sinh sinh theo hắn thể nội quất ra, chém xuống, bay xuống Cố Trường Thanh trước mặt. Đây là phong thánh cổ lộ quy tắc, người bị thua, khí vận đều muốn bị tước đoạt. Mà hai gã khác thần ma thiếu chủ cũng đều như thế, theo khí vận bị bóc ra, tinh khí thần đều là ai một mảng lớn, tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn thành. Nhưng bọn hắn đều không lo được những thứ này, lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới những cái kia hộ đạo chuẩn thánh bên cạnh. Chỉ bất quá phong thánh chiến đài phía trên, Cố Trường Thanh đứng thẳng người lên, một đạo lại một đạo khí vận lưu quang không ngừng tụ đến. Không đơn giản có Xí Thiên, Tuyết Hoàng, Lăng Ba ba vị này lĩnh đội cấp thần ma thiếu chủ cung cấp khí vận, những cái kia bị hắn lấy chu tức thiên ấn lay động vì cho tàn thần ma con nổi dõi nhóm, hắn chỗ người mang khí vận cũng đều bị hắn đều thu nạp. Lượng lớn khí vận tụ đến, tại Cố Trường Thanh sau lưng diễn hóa ra một bộ cuồn cuộn tử khí cấu trúc ra chúng sinh vạn tượng đồ, làm nổi bật Cố Trường Thanh phảng phất nhân hoàng hàng thế. Cái kia cô áp lực mênh mông, áp cái kia hơn 30 vị hộ đạo chuẩn thánh đều là không thở nổi, kẻ này không thể địch lại. Còn lại những cái kia chuẩn thánh liếc nhau, trong mắt đều đã có quyết đoán.
Không nói Cố Trường Thanh trước đó, Thôi Động Thánh Vương Minh Chu Tức Thiên Ấn lúc cái kia Trần Thánh cũng có thể diệt sát lực. Thì đơn thuần hiện tại, Cố Trường Thanh tại cái kia khí vận gia trì dưới, đủ khả năng bạo phát đi ra chiến lực. Đều như thế không phải bọn hắn những thứ này Trần Thánh chỗ có thể chống đỡ. Mà lại, bọn hắn thiếu chủ đều đã bại trận, khí vận đều đã vì Cố Trường Thanh sở đoạt, lưu lại nữa cũng không có ý nghĩa. Thoáng trầm ngâm, bọn hắn liền làm ra quyết định. Đi! Một đám Trần Thánh lúc này thét dài một tiếng, đồng loạt ra tay, triệu ra một đạo linh chu. Mang lên cái kia ba tên thần ma thiếu chủ, chính là trèo lên linh chu, xông vào cái kia mảnh vượt ngang hỗn độn hải phong thánh cổ lộ. Cái này, chạy trốn. Tại nhân, các ngươi chạy trốn, chúng ta làm sao bây giờ à? Tình cảnh này vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Nhất là những cái kia phụ thuộc những thần ma này nhân tộc đạo thống, như hư thần tháp các loại, đều là triệt để mắt trợn tròn, khóc không ra nước mắt. Vì những thần ma này con nối dõi nhóm, có thể buông xuống Nam Huyền, bọn hắn thế nhưng là bỏ ra khá nhiều tài nguyên. Thì cho lấy bọn họ đánh xong phong thánh cổ lộ, thu hoạch hết Nam Châu Thiên Kiêu, có thể ban thưởng Trần Huyết hồi báo. Nhưng bây giờ, hết thảy đều hóa thành hư không, lấy giỏ trúc mà múc nước. Liên tại bọn hắn kêu rên lúc, làm sao bây giờ, không bằng truy theo chủ tử của các ngươi, cùng lên đường đi. Cố Trường Thanh thanh âm bình tĩnh rơi xuống. Để hư thần tháp chủ bọn người, đều là đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới chú ý tới, chẳng biết lúc nào, bọn hắn đã bị hư vân trong thành vô số nhân tộc cường giả bao vây ở trung ương. Ngươi, các ngươi muốn như thế nào? Là muốn nhắc lên bất hủ đạo thống huyết chiến sao? Huyết chiến, anh, lời nhắc cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, Cố Trường Thanh trực tiếp đưa tay. Xoát xoát xoát, Chu Tức Thiên Ấn quét xuống đi qua, từng đạo xích mang khuấy động khắp nơi, trực tiếp đem bọn hắn đánh làm thịt nhão, hóa thành bột mịn. Làm xong những thứ này, Cố Trường Thanh trực tiếp để lão cha dẫn đội, xuất lĩnh một chúng nhân tộc cường giả xuất phát. Do ta Cố gia dẫn đội, đem hư thần tháp dĩ hàng, cho có thần ma phụ thuộc đều nhổ. Thanh Nhi yên tâm, giao cho chúng ta chính là. Cố Nguyên bọn người là vô cùng kích động, vô bộ ngực đáp ứng. Mà Cố Trường Thanh lại còn có chút lo lắng, nghĩ nghĩ, lại thôi động Chu Tức Thiên Ấn, hướng trong đó rót vào một bộ phận linh lực, để hắn đi đầu một bước. Đem hư thần tháp chờ đạo thống thủ sơn đại trận cũng cho quét dọn. Những thần ma này phụ thuộc chỗ lấy có thể trường tồn, rất lớn một bộ phận, là bởi vì bọn hắn nội tình cũng rất kinh người. Thủ sơn đại trận là một, thứ hai thì là bọn hắn nội tình bên trong thánh binh, gặp phải nguy cơ lúc cũng có thể thôi động, có thể che chở chính mình truyền thừa không dứt. Nhưng bây giờ, bọn hắn đỉnh phong chiến lực, sở hữu cao tầng đều bị Cố Trường Thanh quét dọn. Thủ sơn đại trận lại bị phá đi, chỉ còn lại mèo lớn mèo nhỏ hai ba con, dù là lão trà dẫn đội quét dọn bọn hắn, đều sẽ không còn có uy hiếp. Làm sau những thứ này, Cố Trường Thanh lại đem Y Nhược Tuyết đưa đến bên cạnh, lấy thần thông khai mở một phương tiểu không gian, đem hộ ở trong đó, sau đó liền hóa thành thần hồng, leo lên phong thánh cổ lộ, truy giết tới. Cung vọng nhân tộc, không có thánh vương minh, lại còn dám truy giết tới, ngươi cái này là muốn chết. Nhìn đến Cố Trường Thanh vậy mà thật giết tới đây, những cái kia chính đang chạy trốn chuẩn thánh, lại là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Phải biết, đầu này phong thánh lộ ra tự Bắc Hoang, Nam Huyền nhân đạo khí vận, ở đây có thể cho Cố Trường Thanh mang tới tăng phúc, thế nhưng là tương đối có hạn. Mà Cố Trường Thanh trước đó, còn đem Chu Tức Thiên Ấn đưa đi, đi diệt sát hư thần tháp chờ thần ma phụ thuộc. Hai đại nhân tố điệp ra, dưới cái nhìn của bọn họ, Cố Trường Thanh uy hiếp, đã bị vô hạn giảm xuống. Tiểu bối, đây là chính người tìm chết, cũng chờ có trách chúng ta à. Một tên chuẩn thánh khắc khắc cười lạnh, đột nhiên đưa tay, oanh. Một đạo hừng hực như hỏa màu vàng kim thần kiếm, chính là bị hắn kêu gọi ra, còn lại một đám trần thánh liền vội vàng tiến lên. Cùng phối hợp, thôi động cái kia một đạo thần kiếm, hướng về Cố Trường Thanh chính là chém tới. Cái này một tông sĩ hỏa thiên kiếm, chính là ta sĩ thiên cốc một mạch tế luyện nhiều năm thành vương binh, giờ phút này thôi động đi ra, chính là trần thánh đều muốn tránh lui, người nhất định phải chết. Thánh vương binh, vẫn là kiếm hệ thánh vương binh. Một chúng thần ma trần thánh, ngay tại dương dương đắc ý, khoe lấy chính mình thúc dục linh binh. Nhưng một giây sau, bọn hắn liền ngốc ngây ngẩn cả người. Bởi vì, Cố Trường Thanh chẳng những không có lộ ra mảy may ý sợ hãi, trong mắt ngược lại nổi lên thần quang, kinh hỉ tiến lên. Sau đó, tại cái này một đám chuẩn thánh mộng bức ánh mắt nhìn soi mói. Bọn hắn chỉ cảm thấy có một cỗ cuồn cuộn như vực sâu thần niệm, tự Cố Trường Thanh mi tâm xông ra. Cố Trường Thanh, thậm chí đều không có chủ động xuất thủ, chỉ dựa vào thần niệm, liền sinh sinh đem bọn hắn ký thác vào cái này tông thần kiếm bên trong thần thức ân ký, đánh tan, xóa bỏ. Trong nháy mắt, liền luyện hóa cái này tông thần kiếm không nói, càng là tại cái này một đám chuẩn thành ánh mắt kinh hãi nhìn soi mói. Thôi động phương này thần kiếm, phương hướng ngược hướng lấy bọn hắn, hướng giết tới đây. Anh, một chúng thần ma chuẩn thánh đều kêu thảm, tiếng kêu rên một mảnh. Cái này tông thánh vương binh là bị Cố Trường Thanh lấy thiên luyện thánh thể thần niệm lâm thời chiếm lấy, cũng không có triệt để luyện hóa, có thể thúc dục thần lực cũng không nhiều. Nhưng dù là ít hơn nữa, đây cũng là thánh vương binh, 1% thần lực đều rất kinh người. Lại càng không cần phải nói, Cố Trường Thanh tự thân chiến lực cũng khá kinh người. Hai tướng điệp ra dưới, một đống lớn thần ma chuẩn thánh như phá búp bê vải giống như, bị thần kiếm bên trong hưng hực kiếm mang quét bay ngàn trượng. Phía trước nhất mấy cái thằng xui xẻo, thậm chí bị trực tiếp chém chết nhục thân. Liên thần hồn cũng không từng thoát đi,
bị Cố Trường Thanh trong nháy mắt đánh ra mấy cái đạo thần niệm lưu quang, tại chỗ hồn phi phách tán. Đáng chết, tên tiểu xuất sinh này làm sao mạnh như vậy? Một đám chuẩn thánh đều bị dọa phát sợ, nó tử đều nhanh hỏng mất. Nam Huyền Thần Châu, đến cùng là tình huống như thế nào? Không phải đại thế vừa mới mở ra sao? Làm sao lại nhảy ra ngoài như thế một cái yêu nghiệt? Chừng 20 tuổi tác liền có thể thôi động Thánh Vương binh, bình định thập phương. Dạng này hung thần, thực sự quá dọa người, cổ thực chưa từng nghe thấy, truyền đến Bắc Hoang đi, tuyệt đối sẽ kinh thiên động địa. Thậm chí, những thứ này chuẩn thánh cảm thấy, khả năng Bắc Hoang hiện tại danh động các cảnh mấy cái kia tiên linh hậu nhân, đều chưa hẳn hơn được trước mắt cái này nhân tộc yêu nghiệt. Thôi động Thánh Vương binh, giết chuẩn thánh như giết chó, phần này chiến tích thực sự quá kinh diễm, chói mắt, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nói ra đều sẽ bị người xem như là đùa diễn. Làm sao bây giờ? Tiếp tục như vậy nữa, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ à? Một chúng thần ma chuẩn thánh đều tuyệt vọng, nhìn lấy Cố Trường Thanh leo lên phong thánh cổ lộ, từng bước ép sát mà đến, trong lòng của bọn hắn đều cuồng loạn. Sau cùng, cầm đầu vị kia chuẩn thánh cắn răng, hắn chính là trước đó thôi động Thánh Vương Minh vị kia, cùng Xí Thiên thiếu chủ một dạng, xuất thân Xí Thiên cốc, thực lực mạnh nhất, phản ứng cũng nhanh nhất. Mặc dù là chủ đạo Thánh Vương Minh người, nhưng lại tránh kịp thời, bảo vệ tánh mạng, giờ khắc này đứng ra, cắn răng mở miệng, trong mắt đều ngoan ý. Đều lúc này thời điểm, con có thể làm sao? Đơn giản là hiến tế chúng ta khí vận, dẫn ta thần đạo ma đạo số mệnh buông xuống, lấy khí vận phản phệ kẻ này, ép hắn rời đi nơi đây. Nghe nói như thế, còn lại đám kia thần ma chuẩn thánh đều trầm mặc, trong mắt đều không muốn. Thánh cảnh tồn tại, cho dù là chuẩn thánh, đối với mỗi cái tộc quần tới nói, đều là rất chân quý chiến lược. Tổ lên một cái, đối sở thuộc tộc quần thậm chí cả tộc khí vận, đều là trọng đại hao tổn. Là lấy, đến cấp độ này tu sĩ, thời khắc tất yếu, đều có thể lấy tự thân khí vận làm dẫn, hướng toàn bộ tộc quần hiến tế, từ đó bọn hắn đem quy về bình thường, lại không tộc quần khí vận chiếu cố. Đối lên cái khác chuẩn thánh, đều sẽ tiên thiên yếu hơn một bậc, nhưng để báo đáp lại, bọn hắn hiến tế có thể đưa tới tộc quần thủy tổ diễn hóa đi ra khí vận chi linh hình chiếu, hiến tế khí vận càng nhiều, khai ra khí vận hình chiếu cũng nên càng mạnh. Tại chỗ còn lại chuẩn thánh chừng hơn 20 vị, nếu bọn họ liên thủ, khai ra khí vận hình chiếu, cho dù chém không được Cố Trường Thanh, cũng tất nhiên có thể bước đi hắn. Nhưng nghĩ tới trả ra đại giới, một đám chuẩn thánh đều vẫn còn có chút đau lòng. Nhưng nhìn lấy từng bước bước tới Cố Trường Thanh, bọn hắn rất nhanh thì làm ra quyết định, không để ý tới thịt đau, ào thiêu đốt mỗi người khí vận. Trong lúc nhất thời, khí vận chi hỏa hừng hực thiêu đốt. Phía sau của bọn hắn, từng đạo tử khí lưu quang dâng lên, hội tụ làm một. Đến sau cùng, đúng là diễn hóa ra một phương to lớn ngọn lửa, chiếu rọi tứ phương. Một cỗ vô hình ba động uy áp, chính là từ cái này ngọn lửa bên trong dâng lên, dần dần diễn hóa ra một tông hình người hư ảnh. Tuy nhiên gương mặt mơ hồ, thế nhưng cổ thần ma đặc hữu man hoàng sát khí lại là rất dễ dàng nhận ra tới. Thủy tổ thần ma tộc quần khí vận chi linh hình chiếu, nhìn lấy đạo này thần ma hư ảnh, Cố Trường Thanh mi đầu cũng là không khỏi cau chặt. Theo tôn này thần ma hư ảnh trên thân, Cố Trường Thanh đều là đã lâu cảm nhận được một cỗ áp lực. Không thể nghi ngờ, đạo này thần ma hư ảnh chiến lực tuyệt đối vượt ra khỏi chuẩn thánh tầng thứ, bước vào đến thánh giả cánh cửa. Không phải vậy, bình thường chuẩn thánh, cho dù là chuẩn thánh viên mãn tồn tại, Cố Trường Thanh cũng có lòng tin, chống lại, nhân tộc tiểu tử, chúng ta thừa nhận thực lực của ngươi, nhưng muốn hủy diệt chúng ta, ngươi còn thiếu rất nhiều, hiện tại thối lui, chúng ta còn có thể bắt tay giảng hòa, nếu không, hôm nay chính là ngươi tuyệt lộ. Theo cái kia đạo thần ma hư ảnh rơi xuống, nhưng cái kia thần ma chuẩn thánh cũng đều là phấn chấn, ào ào hướng về phía Cố Trường Thanh hô quát nói. Thế mà, tiếng nói của bọn họ vừa mới rơi xuống, ông, Cố Trường Thanh bên người, cái kia thủ hộ lấy y nhược tiết không gian tùy thân bên trong, lại là đột nhiên vọt lên một vệt thần quang. Thần quang như rồng, giống như ngọn lửa đồng dạng hừng hực thiêu đốt, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tầm mắt mọi người. Cái đó là, cái kia một chúng thần ma chuẩn thánh đều biến sắc, theo cái kia một vệt thần quang bên trong, cảm thấy một cỗ không hiểu, cùng bọn hắn khí vận chi linh cực kỳ tương tự khí tức ba động. Cố Trường Thanh đều là không khỏi hơi hơi khiêu mi, cẩn thận nhìn chằm chằm phương này thần quang diễn hóa xuất hư ảnh. Một lát sau, trong mắt đều là có tinh mang hiện lên, nụ cười đều biến đến nghiền ngẫm lên. Đây thật là, chính mình cho mình đào hố á. Hắn nhìn lấy như cái kia Bắc Hoang thần ma, ánh mắt cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần đồng tình. Cái này một vệt thần quang không phải khác, chính là y nhược tuyết khí vận, hiển hóa ra ngoài Bắc Hoang nhân tộc, khí vận chi linh hình chiếu. Dưới tình huống bình thường, vô luận tại Nam Huyền vẫn là tại Bắc Hoang, một tôn sinh linh khí vận mạnh hơn, cũng không có khả năng trực tiếp hiển hóa ra khí vận chi linh loại này tồn tại hình chiếu hiển thánh. Nhưng cũng có vạn nhất, đó chính là khí vận chi tử, đối lên những tộc quần khác khí vận chi linh hình chiếu thời điểm. Bắc Hoang vạn tộc khí vận chi linh, nghiêm chỉnh mà nói, cũng là Bắc Hoang thiên đạo một bộ phận. Cho dù bọn họ thiên vị mỗi người tộc quần, nhưng đại phương diện vẫn là muốn lo liệu công bình. Là lấy, nếu có tộc quần dẫn động khí vận chi linh hiển thánh, bị khí vận chi linh phe đối địch, nhưng cũng có khí vận tử, lại khí vận đủ cường đại, không cần hiến tế, cũng có thể dẫn đến chính mình sở thuộc tộc quần khí vận chi linh hình chiếu hàng lâm. Mà y nhược tuyết,
làm Bắc Hoang nhân tộc tiên mệnh nữ, chỗ lo liệu tiên mệnh, so Cố Trường Thanh còn phải cao hơn một số. Tam phẩm tiên mệnh tiên linh thiên thụ bao hàm khí vận mạnh, dẫn động ra Bắc Hoang nhân tộc khí vận chi linh, thực sự không thể bình thường hơn được. Mà lại, răng rắc, tại một đám Bắc Hoang thần ma, muốn rách cả mí mắt ánh mắt nhìn soi mói. Y nhược tiết chính mình, thậm chí đều còn chưa kịp phản ứng. Phía sau của nàng, cái kia một đạo vì đó dẫn động, khai ra khí vận chi linh hình chiếu đã triệt để ngưng thực. Đó là một vị ung dung xinh đẹp cung bảo nữ tử, lập ở trong thiên địa, tựa như này phương thế giới nữ đế, uy nghi vạn giới. Tại thời khắc này giới bước tiến lên, váy tay áo tung bay ở giữa, chỉ một kích, liền đem cái kia một tôn thần ma tộc quần khí vận chi linh hình chiếu đánh tại chỗ băng diệt. Mà hắn thế công dư âm cũng vô cùng mãnh liệt cường thế, đem bốn phía hư không đều cho đánh sập một khối lớn. Mấy tên xui xẻo chuẩn thánh thần ma không kịp phản ứng, thậm chí trực tiếp bị cuốn vào đến cái kia sụp đổ trong hư không, tại chỗ bị hư không loạn lưu rào sát sụp đổ. Xoát, hai đạo khí vận chi linh quyết đấu thoáng qua liền phân ra thắng bại. Thần ma khí vận tiêu tán về sau, đạo kia nhân tộc khí vận chi linh cũng là cùng nhau rời đi, phảng phất vẫn chưa tồn tại qua một dạo. Nhưng mọi người tại đây cũng sẽ không thật có loại này ảo giác, nhất là những cái kia Bắc Hoang thần ma nhóm nhìn lấy Cố Trường Thanh bên cạnh Y Nhược Tuyết, ánh mắt đều là gần như gặp quỷ. Thân là Bắc Hoang thần ma, bọn hắn tự nhiên rõ ràng triệu hoán khí vận chi linh hiển thánh quy tắc, chỉ là lần Cố Trường Thanh cũng không phải là Bắc Hoang tù sĩ, lúc này mới như vậy tự tin. Nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, Cố Trường Thanh tuy nhiên không phải Bắc Hoang tù sĩ, nhưng bên cạnh hắn lại theo Bắc Hoang nhân tộc tiên mệnh nữ. Cái này Nam Huyền Thần Châu yêu nghiệt, đến cùng là tu luyện thế nào, làm sao có nhiều như vậy gặp gỡ đó a? Một đám Bắc Hoang thần ma đều là sắc thổ huyết, nhưng rất nhanh, bọn hắn thì không để ý tới cảm khái, bởi vì Cố Trường Thanh mang theo Y Nhược Tuyết, đạp trên phong thánh cổ lộ, mắt thấy là phải truy giết tới. Trốn, chúng ta mau trốn, chỉ cần trốn đủ xa, phong thánh cổ lộ tự nhiên sẽ vỡ vụn. Thời khắc mấu chốt, cầm đầu một vị chuẩn thánh thần ma thét dài, mang theo mọi người bắt đầu chạy trốn lên. Đầu này phong thánh cổ lộ, bắt nguồn từ Bắc Hoang, rơi vào Nam Huyền, quan trọng duy trì điểm, ngay tại ở bọn hắn những thứ này theo Bắc Hoang tới thần ma. Một khi phong thánh cổ lộ kiểm chắc đến Bắc Hoang tu sĩ đi xa, ra Nam Huyền địa giới, phong thánh cổ lộ cũng sẽ tự mình rút về, hướng về Bắc Hoang khởi điểm trở về. Đến lúc đó không có phong thánh cổ lộ, Cố Trường Thanh chính là có bản lĩnh thông thiên, cũng không có khả năng vượt qua hỗn độn hải truy giết tới. Nghe được lời của hắn, tại chỗ một chúng thần ma đều là như ở trong mộng mới tỉnh, bắt đầu bỏ mạng chạy trốn. Thấy cảnh này, Nam Huyền rất nhiều nhân tộc tu sĩ đều là không khỏi lại lần nữa xách gấp nội tâm. Thì liệt Y Nhược Tuyết đều là có chút nóng nảy nhìn về phía Cố Trường Thanh. Công tử, những cái kia thần ma muốn chạy trốn, không cần lo lắng. Nghe Y Nhược Tuyết khẩn trương lời nói, Cố Trường Thanh mỉm cười, cũng không có cuống cuồng truy sát tới, ánh mắt lại là rơi xuống phong thánh cổ lộ trong phạm vi. Hỗn độn hải trên không một chỗ hư không vết nứt bên trong. Phong thánh cổ lộ trên không gian, như khác biệt tại Nam Huyền hoặc là Bắc Hoang, hắn không gian chi kiên cố, xa không phải tu sĩ tâm thường có khả năng tưởng tượng. Liền xem như chuẩn thánh, đều khó có khả năng xé rách nơi này hư không. Chỗ này hư không vết nứt, chính là Y Nhược Tuyết khí vận biến thành Bắc Hoang nhân tộc chi linh, đánh ra tới sụp đổ. Nguyên bản Cố Trường Thanh cũng không có quá để ý, nhưng khi hắn chuẩn bị truy sát những cái kia thần ma lúc, thần niệm vô ý đảo qua chỗ kia sụp đổ về sau, sự chú ý của hắn nhất thời bị hấp dẫn. Bắc Hoang nhân tộc khí vận chi linh banh ra một kích kia, tựa hồ có dụng ý khác. Tại Cố Trường Thanh thần niệm phản hồi bên trong, đầu kia vết nứt, tựa hồ cũng không phải là không có ý lưu lại, hắn sau lưng, tựa hồ tồn tại một ít đặc biệt đồ vật, để Cố Trường Thanh đều là không khỏi lòng sinh hiếu kỳ. Không do dự, Cố Trường Thanh thân hình lấy lên, liền trực tiếp bay ra phong thánh cổ lộ, đi vào đầu kia vết nứt trước, một luồng thần niệm chui vào trong đó. Một lát sau, Cố Trường Thanh trong mắt đều là có vô biên kinh hỉ hiện lên. Hắn cảm ứng cũng không có phạm sai lầm. Bắc Hoang nhân tộc chi linh không chỉ có hiển thánh che chở Y Nhược Tuyết, càng là cho bọn hắn lưu lại một tông đại lễ. Hư không vết nứt sau lưng, theo Cố Trường Thanh thần niệm chui vào trong đó, một luồng lại một luồng trói lọi khí thế đang không ngừng lần theo cái kia vết nứt tiêu tán đi ra, bị Cố Trường Thanh thần niệm tiếp dẫn, rơi vào đến trong cơ thể của hắn. Cái này trói lọi khí thế tinh thuần ngưng luyện đến mức cực hạn, đã triệt để vượt ra khỏi linh khí phạm trù. Không cần nói nhiều, Cố Trường Thanh đã nhận ra cái này trói lọi khí thế vì sao. Đây là hắn khổ tìm, tu luyện lớn hơn Thái Sơ cổ quyền nhỏ hơn nhất định, đối vô số đế cảnh, thánh cảnh tu sĩ tới nói, đều có thể xưng vô thượng bổ vật tiên linh chi khí. Đầu này Bắc Hoang nhân đạo chi linh, không có ý anh ra đầu này hư không vết nứt. Hắn sau lưng, đúng là thông hướng một chỗ vô thượng bí cảnh, một chỗ ẩn chứa vô cùng nồng đậm, tiên linh khí máy bí cảnh. Không cần nói nhiều. Điều này hiển nhiên là Bắc Hoang vị kia nhân đạo chi linh, đặc biệt vì Y Nhược Tuyết vị này tiên mệnh nữ, chuẩn bị bế quan chi địa, vô thượng cơ duyên. Bất quá, đầu này hư không vết nứt lại cũng không dừng có thể cho phép Y Nhược Tuyết một người thông qua. Chỗ kia bí cảnh rộng lớn vô biên, hiển nhiên có thể dung nạp không ngừng một vị thiên kiêu ở trong đó tu luyện. Mà lại, Cố Trường Thanh lần theo hư không vết nứt chui vào trong đó thần niệm cũng có thể dò xét đến. Chỗ kia bí cảnh cũng chưa nói tới hòa bình,
đồng dạng có chút cùng loại yêu thú giống như tồn tại nghỉ lại ở trong đó. Tuy nhiên cảnh giới không cao, nhưng đến bây giờ còn chưa từng chính thức bước lên con đường tu hành Y Nhược Tuyết, nếu là tiến vào chỗ đó, nguy hiểm chỉ sợ cũng sẽ không quá thiếu. Thoáng trầm ngâm về sau, Cố Trường Thanh thì đã có an bài. Đầu này hư không vết nứt, quá nhỏ chút, cũng chưa vững chắc, lấy ta cảnh giới là không đủ bước vào trong đó. Nhưng hắn quay đầu, hơi hơi đưa tay, Cố Đạo Huyền cùng Cố Y Nhân liền bị hắn chiêu đi qua, bị Cố Trường Thanh tâm niệm nhất động, lấy linh lực phong bế hai cái tiểu gia hỏa đan điền. Vân Hy, Thanh Trần hai người đã tu luyện đến huyền tôn cảnh, tăng thêm mạnh cách của bọn họ bất phàm, xa không tầm thường người có thể so sánh. Liền xem như Cố Trường Thanh cũng khó có thể đem đan điền của bọn hắn triệt để phong cấm tốt. Cũng chỉ có Cố Y Nhân cùng Cố Đạo Huyền, hai cái mới vừa vặn tiếp xúc vương cảnh tu luyện tiểu gia hỏa, có thể bị Cố Trường Thanh giấu giếm. Các người hai cái liền theo Nhược Tuyết gì lần theo cái khe này tiến vào hậu phương cái kia mảnh bí cảnh bên trong tu luyện. Như phụ thân ta dự phán không sai, tòa này bí cảnh cần phải còn có nhiều cái lối ra, mỗi cái lối ra cần phải cũng sẽ ở Bắc Hoang Thần Châu các nơi. Nhìn lấy còn có chút mộng bức Cố Đạo Huyền cùng Cố Y Nhân, còn có đã dự cảm được cái gì, trong mắt đã có không muốn hiện lên Y Nhược Tuyết. Cố Trường Thanh nhẹ giọng mở miệng dặn dò bọn hắn. Tiếp đó, phụ thân ta theo đầu này phong thánh cổ lộ xuất phát, các người đầu ngay tại cái này bí cảnh bên trong tu luyện thăm dò, chúng ta đến lúc đó ngay tại Bắc Hoang gặp lại. Thăm dò bí cảnh tốt ta. So với Y Nhược Tuyết không muốn, Cố Y Nhân nghe được phụ thân cái này an bài, mắt to đều là sáng lên. Tuổi của nàng so Cố Đạo Huyền phải lớn, từ nhỏ đều là nghe Vân Hy, Thanh Trần hai cái không an phận tỷ tỷ ca ca ở các nơi lịch luyện truyền kỳ cố sự lớn lên, đã sớm hận không thể bắt đầu chính mình lịch luyện. Giờ phút này nghe được mình có thể đi đến bí cảnh bên trong thám hiểm, Cố Y Nhân lập tức nhảy cẫng hoan hô, nếu không phải Cố Trường Thanh mang theo, đoán chừng đều đã chủ động nhảy đến cái kia vết nứt bên trong. Mà Cố Đạo Huyền thì là chăm chú dắt lấy Cố Trường Thanh ống tay áo, tiểu gia hỏa còn có chút khẩn trương, còn không muốn rời đi. Đến mức Y Nhược Tuyết thì là gương mặt không muốn, nhưng đã trải qua nhiều như vậy, nhất là trước đó, chính mình khí vận hiển hóa ra Bắc Hoàng nhân tộc chi linh, đánh tan cái kia tôn thần ma khí vận hình chiếu. Tính cách vốn là cứng cỏi thiếu nữ, cũng cảm nhận được trên người mình gánh vác lấy khí vận, nó ý nghĩa nặng bao nhiêu. Nhiều lần do dự về sau, nàng rốt cục cắn môi, nhìn lấy Cố Trường Thanh nói khẽ. Công tử, Nhược Tuyết liền muốn hỏi một câu. Nếu là Nhược Tuyết đi đến chỗ kia bí cảnh bên trong tu hành, chờ ta trở về sau, gặp lại những cái kia thần ma, ta liền có thể giúp công tử chấn giết bọn hắn sao? Nghe được Y Nhược Tuyết cái này đột nhiên sát khí mười phần lời nói, Cố Trường Thanh đều là không khỏi khẽ giật mình, tiếp lấy chính là nhịn không được cười lên. Nhưng nhìn lấy Đại La Li ít có nghiêm túc bộ dáng, Cố Trường Thanh rất nhanh liền thu liêm ý cười, nhìn lấy Y Nhược Tuyết trịnh trọng gật đầu. Tuy nhiên ta không biết cái kia mảnh bí cảnh tình huống cụ thể, nhưng lấy Nhược Tuyết thiên tư của ngươi lại đi ra về sau đối phó đám hàng này, Cố Trường Thanh nói. Một chút nơi xa những cái kia ngay tại hốt hoảng chạy trốn Bắc Hoang thần ma, nhất là sống trước nhất cái kia ba vị thần ma thiếu chủ, trầm giọng nói ra. Đến lúc đó ngươi một bàn tay liền có thể đem đám hàng này đều chuẩn xác. Nghe được công tử khẳng định trả lời chắc chắn, Y Nhược Tuyết một đôi mắt đều là bỗng nhiên sáng lên, trong mắt có trước nay chưa có kiên định cùng đấu trí hiện lên. Đã như vậy, công tử giống như tuyết trở về, cho ngài bình định những thần ma này. Nói xong, Y Nhược Tuyết chính là làm việc nghĩa không chùn bước đệ nhất cái bước vào đến cái kia hư không vết nứt bên trong. Nàng sợ chính mình lại trễ một điểm thì thật bỏ không được rời đi công tử bên người. Mà có Y Nhược Tuyết đi đâu, sớm đã không kịp chờ đợi Cố Y Nhân, chính là trực tiếp níu lấy còn nắm phụ thân ống tay áo không thả Cố Đạo Huyền, đồng dạng nóng lòng muốn thử chuẩn bị nhảy vào đến chỗ kia vết nứt. Chỉ là cô gái nhỏ tuy nhiên kích động, có thể đến cùng còn biết muốn trước lấy được phụ thân đồng ý mới được, còn biết quay đầu mắt nhìn Cố Trường Thanh, nhìn lấy tiểu gia hỏa cái kia không kịp chờ đợi bộ dáng, Cố Trường Thanh chỉ có thể sờ mũi một cái, làm bộ chính mình không thấy được chính mình tiểu nhi tử trong mắt cái kia y mắng cầu cứu. Mặc cho Cố Y Nhân reo hò một tiếng, mang theo Cố Đạo Huyền nhảy vào đến hư không vết nứt bên trong, đưa đi lỗ tiểu gia hỏa, lại cùng Cố Vân Hy, Cố Thanh Trần còn có nương tử của mình nhóm tạm biệt, chính là một lần nữa về tới phong thánh cổ lộ. Không phải hắn không muốn lại dừng lại, mà chính là theo những cái kia Bắc Hoang thần ma nhóm chạy trốn, phong thánh cổ lộ đã bắt đầu trở về, hắn cũng không thể lại trì hoãn. Ông ngay tại Cố Trường Thanh trở lại phong thánh cổ lộ thời điểm, công tử, đây là Nhược Tuyết tìm được đồ vật, xin ngài nhận lấy. Ở phía trời xa, đầu kia hư không vết nứt bên trong bỗng nhiên ở giữa lại truyền tới Y Nhược Tuyết thanh âm. Ngay sau đó, tại cái kia hư không vết nứt thông hướng bí cảnh bên trong, một đạo lưu quang bay thấp, tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc xông ra đầu kia vết nứt, hướng về Cố Trường Thanh bay tới. Cơ hồ là tại là giá thị trường tiếp nhận cái kia đạo lưu quang trong nháy mắt, đầu kia vết nứt cũng giống là rốt cục hoàn thành sứ mạng của nó đồng dạng, triệt để lấp đầy. Đây là Cố Trường Thanh nắm cái viên kia lưu quang, trong đầu nhất thời nổi lên cảnh tượng Y Nhược Tuyết, Cố Đạo Huyền, Cố Y Nhân ba người mới vừa tiến vào bí cảnh, còn không có đợi bọn hắn thấy rõ chung quanh tình huống, Y Nhược Tuyết trước người liền nổi lên một đạo lưu quang rơi xuống trong tay nàng.
Y Nhược Tiết Tại đi qua hơn nửa năm này, mặc dù không có chính thức bắt đầu tu hành, nhưng cũng chưa hoang phế tuế nguyệt. Một mực tại học tập các loại tu hành tương quan đại la lị, trong nháy mắt liền giải thích rõ ra đạo lưu quang này là vật gì, ngay đầu tiên, đưa nó đưa ra bí cảnh, đưa đến công tử trong tay. Mà khi Cố Trường Thanh thần niệm rơi vào lưu quang, thấy rõ cái này lưu quang bên trong bảo vật sau, trong mắt của hắn cũng là không khỏi có kinh hỉ cùng cảm khái hiện lên. Cô nàng này thực sự là, thứ này hẳn là Bác Hoang Nhân Đạo Chi Linh, chuyên môn chuẩn bị cho nàng cô duyên, lại cầm đến cho ta. Thôi, Cố Trường Thanh còn lớn hơn Thái Sơ Cổ Quyền, nhỏ hơn quyền này tiên kinh, không cần độ phi tiền kiếp, liền có thể tu thành tiên thể, chính là đến đại thành tiên thể. Khiếm khuyết, chỉ là tiên linh chi khí, mà Bác Hoang Nhân Đạo Chi Linh đưa tới thủ lao, chính là một cổ tiên linh chi chủng. Tiên linh chủng, đây là tiên đạo trọng bảo, cho dù là tiên cảnh tồn tại đều sẽ tâm động bảo vật, tích chứa trong đó tiên linh chi khí, đủ để là một vị tiên cảnh tồn tại, tránh khỏi ngàn năm khổ tu chi công. Bất đắc dĩ lắc đầu, Cố Trường Thanh cũng không do dự, đem cái này viên tiên linh chủng dẫn dắt nhập thể bắt đầu hấp thu. Lúc này, hắn chính là muốn đem cái này viên tiên linh chủng ném vào đi đều không được. Đã dạng này, liền dứt khoát chính mình trước tu luyện, cho sau này lại nghĩ biện pháp tìm kiếm được tốt hơn bảo vật, bổ khuyết chính mình cái này tiểu thị nữ mới được. Tâm niệm nhất động, dẫn dắt tiên linh chủng nhập thể. Cố Trường Thanh lúc này nhắm mắt thôi động lớn hơn Thái Sơ Cổ Quyền, nhỏ hơn, thử rút ra tiên linh khí thối luyện bản thân. Tuyệt đối không ngờ rằng, chỉ trong nháy mắt, ông, cái kia mãnh liệt tinh thuần tiên linh khí, liền trực tiếp cọ rửa nhập thể, đem Cố Trường Thanh thể nội quanh thân đạo cốt, đều là nhiễm lên một tầng nhàn nhạt chói lọi tiên hà. Tiên hà lưu chuyển, trên đó có đại đạo phù văn như ẩn như hiện, không ngừng xâm nhập đến mỗi một khối đạo cốt bên trong, thay đổi một cách vô tri vô giác để hắn thuế biến, thăng hoa. Tuy nhiên còn chưa triệt để thuế biến hoàn thành, nhưng cũng vẫn như cố để Cố Trường Thanh khiếp sợ không thôi. Dù sao, dựa theo lớn hơn Thái Sơ Cổ Quyền nhỏ hơn phía trên miêu tả, muốn thực hiện vòng này, dù là có tràn đầy tiên linh khí chống đỡ, tối thiểu cũng muốn 10 năm khổ tu mới có thể thực hiện. Cho dù chính mình là hỗn độn thể, còn lại rất nhiều mệnh cách gia trì, không có cái 1-2 năm cũng khó có thể công thành. Nhưng bây giờ, chỉ là trong nháy mắt công phu, liền đi đến một bước này rồi, cảm thụ được mình đã thuế biến đến hoàn toàn mới tầng thứ nhục thân. Cố Trường Thanh cũng không khỏi hít sâu một hơi, ánh mắt cũng nhịn không được rời xuống, xuyên qua phong thánh cổ lộ, nhìn về phía dưới chân hỗn độn hải. Mảnh này đã từng với hắn mà nói, đều là tràn ngập uy hiếp cảm giác, có thể xưng sinh mệnh cấm khu hải vực. Bây giờ, loại kia uy hiếp cảm giác áp bách, đều là rút đi hơn phân nửa. Tuy nhiên hắn còn chưa đủ lấy ở trong đó tới lui tự nhiên, nhưng dựa vào tiên linh chủng, còn có được hôm nay thân thể này từng thứ. Tại cái này hỗn độn hải bên trong tồn tại, dừng lại, thậm chí chậm rãi vượt qua, đều không phải là không thể làm đến. Thậm chí, Cố Trường Thanh cảm giác như mình tại hỗn độn hải bên trong tu luyện, mượn nhờ hỗn độn hải ngoại lực áp bách, trong cơ thể hắn cái kia tiên linh chủng cung cấp tiên linh chi khí hiệu suất còn sẽ nhanh hơn, chính mình tu luyện tiên thể cần thiết phí tổn thời gian, đều sẽ lại tùy theo giảm mạnh một mảng lớn. Ông, ngay tại Cố Trường Thanh trong lòng khuấy động thời điểm, phía sau của hắn lại là có từng đạo rung động ông minh chi thanh truyền đến, để Cố Trường Thanh cũng không khỏi lấy lại tinh thần. Cái kia ông rung động thanh âm, nơi phát ra tự phong thánh cổ lộ, diễn hóa con đường này ánh sao chính đang không ngừng co vào, hướng về Bắc Hoang trở về, lúc này đã nhanh đến Cố Trường Thanh dưới chân. Có thể nghĩ, Bắc Hoang những cái kia thần ma trưởng thành nhóm, chạy là có bao nhanh, Cố Trường Thanh mới chậm trễ không đến một phút thời gian mà thôi, bọn hắn liền đã chạy trốn ra chỉ ít khoảng cách mấy vạn dặm. Cũng chính là phong thánh cổ lộ trên, dù là mượn nhờ cấm khí, để trưởng thành cũng có thể phát huy ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn cũng không đánh tan được cổ lộ trên không gian bình chướng, khó xuyên thẳng qua hư không, không phải vậy Cố Trường Thanh cảm thấy. Bọn hắn lúc này khả năng đều tại trăm vạn dặm có hơn. Lắc đầu cười một tiếng, Cố Trường Thanh tập trung ý chí, ánh mắt nhìn ra xa phía trước những cái kia thần ma chuẩn thánh chạy trốn phương hướng, trong mắt tinh mang như điện. Trốn thật mau nha, ngược lại là vừa vặn, có thể để cho ta thử một chút, ta bây giờ nhục thân đến hạng gì tầng thứ. Tiếng nói vừa ra ở giữa, răng rắc. Cố Trường Thanh một tay vung ra, một trường rơi xuống, trong lòng bàn tay mang theo kình phong trong nháy mắt, đúng là trực tiếp đem trước mặt hư không, đều cho xinh xinh xé rách, sau đó trực tiếp bước vào vết nứt bên trong, một giây sau, hắn lại xuất hiện lúc, đã đi tới những cái kia Bác Hoang thần ma nhóm chạy trốn ngay phía trước. Những cái kia Bác Hoang thần ma, nguyên bản ngay tại bỏ mạng chạy trốn, cái gì đều không để ý tới, chỉ muốn bảo trụ một cái mạng, lại đem Cố Trường Thanh tin tức mang về Bác Hoang. Nhưng theo thời gian chuyển rời, bọn hắn gặp đằng sau chậm chạp không có động tĩnh, trong lòng đều có may mắn cảm giác, cảm thấy Cố Trường Thanh tán thành là đuổi không kịp tới, ngay tại hoan hỉ đâu, thinh linh ngẩng đầu, liền thấy được hư không xé rách chẳng diện, phốc phốc, không có dư thừa nói nhảm, Cố Trường Thanh như ma thần, đạp phá hư không, trực tiếp đưa tay huy quyền, một quyền liền đem một đầu chuẩn thánh thần ma đánh nổ, đáng chết, cái này yêu nghiệt đến cùng chuyện gì xảy ra, nơi này là phong thánh cổ lộ á, hắn làm sao có thể ở đây xuyên thẳng qua hư không? Một chúng thần ma chuẩn thánh đều là muốn rách cả mí mắt, mấy cái không dám tin vào hai mắt của mình. May ra, Tuyết Hoàng Sơn, Xí Thiên Cốc mấy vị kia cầm đầu chuẩn thánh, phản ứng nhanh chóng nhất, cùng nhau hét to. Không cần quản nhiều như vậy,
nhanh vận dụng cấm khí, khôi phục thực lực. Bọn hắn một bên nói, một bên nhanh chóng xuất thủ, đánh ra mỗi người cấm khí. Có Hoàng Ngọc Hồ Lô, có phong cách cổ xưa Linh Bội, còn có một thanh gáy mất tàn kiếm, đều là phá không mà ra, trong hư không thiêu đốt, hóa thành màn trời che đậy thiên địa cảm giác. Để bọn hắn có thể giải phóng thực lực, cấm khí ra chỉ dưới, bọn hắn chuẩn thánh tu vi rốt cục có thể đều nở rộ. Cái này để bọn họ đều là khí trùng đấu ngưu, khôi phục tự tin, nhìn về phía Cố Trường Thanh ánh mắt đều là có sát ý vô biên. Tiểu tử, ngươi cũng dám đuổi tới, thật sự là dũng khí 10 phần, chỉ tiếc ngươi quá vô lễ. Tuyết Hoàng Sơn chuẩn thánh thần ma thét dài, hắn trực tiếp hiển hóa bản thể. Một đầu tuyết hoàng, hai cánh giãn ra chừng gần ngàn trượng khoảng cách, rộng rãi vô cùng, phảng phất như một tòa núi nhỏ. Cảm giác áp bách cực mạnh, hướng về Cố Trường Thanh liền phốc đánh tới, trên vuốt tạo nên từng đạo linh quang, sắc bén khiếp người. Bắt kẻ này, đen chém đầu, ta phải dùng máu của hắn tế tộc ta thiếu chủ anh linh. Trước đó bị Tuyết Hoàng Sơn thiếu chủ ngăn lại, ngân tuyết ma tộc chuẩn thành cũng gào thét lên tiếng, đồng dạng hóa vi bản thể. Một đầu tuyết cự nhân vung vẩy song quyền hướng về Cố Trường Thanh nhảy tới, như thái sơn áp đỉnh đồng dạng nhảy xuống. Trong nhảy mắt, không gian đều phát ra răng rắc phá toái âm thanh, phảng phất không chịu nổi gánh nặng, muốn bể nát một dạng. Ô nào, Cố Trường Thanh thần sắc hờ hững, ánh mắt bình tĩnh, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, tiếng nói vừa ra ở giữa, hắn cũng là động, thân ảnh như điện xuyên thẳng qua tại thần ma trong đám, đưa tay lên xuống ở giữa, quyền ảnh bay múa. Hắn cũng không có sử dụng linh kiếm truy giết tới, chính là muốn nghiệm chứng nhục thân cường đại trình độ. Nhưng hắn kiếm đạo sớm đã vào kiếm thế chi cảnh, giờ tay nhấc chân tự có thể dẫn động đại đạo cộng minh, quyền cũng có thể như kiếm, thân phong không thể địch. Anh nhất thời trên chiến trường máu bắn tung tóe, thần ma kêu rên. Từng đầu thần ma chuẩn thánh dù là có cầm khí gia trì giải phóng tu vi cũng giống vậy vô dụng, bị Cố Trường Thanh nhẹ nhóm đánh nổ chấn sát. Đầu kia tuyết hoàng tấn công xuống trong nháy mắt liền bị Cố Trường Thanh quyền ấn xuyên thủng đan điền, thi hải rơi vào hỗn độn hải, trực tiếp bị đóng băng. Đầu kia tuyết cự nhân thảm hại hơn, cùng Cố Trường Thanh giữa không trung đối quyền, cũng là đệ nhất chuẩn thánh, tu vi đã đạt đến chuẩn thánh hậu kỳ, tăng thêm thần ma tộc duệ, nhục thân thiên sinh cường đại. Tại Bắc Hoang, rất nhiều chuẩn thánh viên mãn nhân tộc thánh giả cũng không dám tới nhục thân chống lại, nhưng ở cùng Cố Trường Thanh đối quyền trong nháy mắt, liền bị Cố Trường Thanh quyền phong bên trong tích chứa sát lực đánh nhục thân nứt toác, tại chỗ bạo là một đoàn xương máu, tiêu tán tại bên trong thiên địa. Bất quá thời gian mấy hơi thở, chiến trường liền bình tĩnh trở lại, hơn 20 đầu chuẩn thánh thần ma bị Cố Trường Thanh một người song quyền đều quét ngang chấn sát, chỉ còn lại sau cùng 3 tên thần ma tộc duệ thiếu chủ, nhìn lấy Cố Trường Thanh ánh mắt đều là giống như ma thần, em ngại đến thân thể đều đang phát run. Tha cho, tha mạng á. Tên kia Lăng Ba Đảo thiếu chủ trước hết chống đỡ không nổi, cả người giống như một đầu rắn nước sụi lơ tại Cố Trường Thanh dưới chân, thanh âm đều đang run, khắp khuôn mặt là cầu khẩn. Tên kia Tuyết Hoàng Sơn thiếu chủ mặc dù không có trực tiếp cầu xin tha thứ, nhưng thân thể cũng rất thành thật, trực tiếp phù phù một tiếng té quỵ trên đất. Cũng liền cái kia Xí Thiên thiếu chủ bao nhiêu kiên cường điểm, nhưng Cố Trường Thanh thần sắc rất bình tĩnh, ánh mắt cũng băng lãnh. Ba vị này thần ma thiếu chủ tại Nam Huyền thời điểm tuy nhiên thời gian ngắn, nhưng tạo ra sát kiếp cũng không ít, đối với mấy cái này dị tộc Cố Trường Thanh cũng không có bao nhiêu lòng thông cảm. Mắt thấy Cố Trường Thanh liền muốn xuất thủ, cái kia ba tên thần ma thiếu chủ triệt để tuyệt vọng, trong mắt đều có tàn nhẫn chi ý hiện lên, cắn chặt răng, đã ngươi nhất định phải đem chúng ta bước đến tuyệt lộ, vậy liền cùng chết đi. Xí Thiên thiếu chủ gầm thét, đột nhiên từ trong ngực lấy ra một cái ngọc bội hung hăng bóp nát, mà cái khác hai tên thiếu chủ cũng đều không rơi xuống, mỗi người bóp nát ngọc bội trong tay đều là lấy thê lương cười như điên, như là cú vọ đồng dạng. Âm âm, theo cái kia ba cái bóp vỡ ngọc bội, nơi xa nguyên bản ngay tại có thứ tự quay lại Bắc Hoang Phong Thánh cổ lộ, tại thời khắc này đúng là trực tiếp bắt đầu vỡ vụn phá toái, đại đoạn ánh sao thần hồng trực tiếp hóa thành hư vô phai mờ trong hư không, cả tòa Phong Thánh cổ lộ đều là bắt đầu lay động. Thì liền Cố Trường Thanh dưới chân cái này một đoạn cũng giống vậy không ngoại lệ. Ba tên thần ma thiếu chủ giơ thẳng lên trời cười như điên, gắt gao nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra bối rối cùng hối hận. Cái này ba cái ngọc bội chính là chúng ta trong tộc trưởng bối ban tặng, liên quan đến lấy đầu này Phong Thánh cổ lộ căn cơ. Đầu này Phong Thánh cổ lộ vốn là tại quy tắc bên ngoài, toàn dựa vào ta tam tộc cấm khí che lấp, mà cái kia ba cái ngọc bội chính là cấm khí biến thành. Ngọc bội nát, cấm khí liền biến mất, thiên địa liền đếm xúc động, đầu này không vì thiên địa dung thân tiểu hình cổ lộ tự nhiên cũng liền lại khó trường tồn. Nhân tộc con kiến hôi, thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác kinh thiên động địa, nhưng cũng tiếc, ngươi đã định trước muốn cùng chúng ta cùng nhau chết ở chỗ này. Ba tên thần ma thiếu chủ cười như điên lấy theo Phong Thánh cổ lộ trên rơi xuống. Tuy nhiên trong mắt đều đã có đối tử vong em ngại, nhưng vẫn không quên nhìn chằm chằm Cố Trường Thanh. Muốn xem đến cùng bọn hắn cùng nhau hướng về hỗn độn hải, hướng về vĩnh hằng tịch diệt rơi xuống Cố Trường Thanh. Sợ hãi bộ dáng. Thế mà, bọn hắn thất vọng. Cố Trường Thanh từ đầu đến cuối, thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh, nói cứng, ánh mắt là có chút ba động, thế nhưng cũng không phải là em ngại, phản ngược lại càng giống là thương hại, giả thân giả quỷ, sắp chết đến nơi, còn tại làm bộ lâu.
Xí Thiên thiếu chủ cắn răng chửi nhỏ lấy, nhưng một giây sau, thanh âm của hắn liền cứng chết tại tay hắn, thậm chí hắn hai bên trái phải hai vị kia thần ma thiếu chủ trong ánh mắt đờ đẫn. Cố Trường Thanh thân ảnh đột nhiên trì trệ, ngay sau đó thân ảnh đều hóa thành lưu quang, trực tiếp vượt qua bọn hắn ba người, chủ động gia tốc hướng về cái kia hỗn độn hải lướt tới. Ngay tại ba người sợ hãi kinh ngạc thời điểm, một giây sau, một bộ bọn hắn đời này khó quên, cũng là bọn hắn sinh mệnh sau cùng chỗ đã thấy hình ảnh, thu vào bọn hắn tầm mắt. Tại ba tên thần ma thiếu chủ tuyệt vọng trong tầm mắt, Cố Trường Thanh đặt chân hỗn độn hải, mặc cho hỗn độn khí buông xuống ra trì hắn thân. Nhưng thân ảnh của hắn như không thấy có mảy may cô quạnh, vỡ vụn dấu hiệu, cả người đều như đặt mình vào bình thường thiên địa bên trong đồng dạng, tự nhiên vô cùng không nói. Càng là tại cái kia hỗn độn hải bên trong, bắt đầu dạo chơi, hướng về Bắc Hoang phương hướng, lạnh nhạt tiến lên, trực tiếp bắt đầu vượt qua hỗn độn hải. Cái này, nói đùa cái gì? Xí Thiên thiếu chủ kêu rên tuyệt vọng một câu, chính là triệt để rơi vào hỗn độn hải, cùng hai người khác cùng một chỗ, bị cái kia mãnh liệt mà đến hỗn độn khí chôn vùi vì cho bụi. Bắc Hoang Thần Châu cũng sở hữu 13 đại cảnh, trong đó hoang cảnh thứ nhất xa xôi, tiếp giáp Thần Châu Nam Bộ, đỉnh cao nhất thậm chí có thể trông về phía xa hỗn độn hải. Bất quá, mảnh này khu vực linh khí xưa nay cằn cỗi, dù là đại thế mở ra hơn 20 năm, cũng chưa từng đem nơi này hóa thành linh thổ, được xưng tụng là ít ai lui tới. Nhưng giờ phút này, ngay tại mảnh này hoang vắng chi địa bên trong, có một đạo thân ảnh bỗng nhiên rơi xuống. Cũng chính là lúc này cũng không tu sĩ ở đây, không phải vậy, thấy cảnh này tuyệt đối sẽ bị dọa sợ, chỉ cảm thấy gặp quỷ. Bởi vì, đạo thân ảnh này cũng không phải là Tòng Vân Hải phía trên rơi xuống, mà chính là theo càng xa xôi, càng phía nam hỗn độn hải bên trong nhảy ra. Hỗn độn hải, chia cắt thần châu, bao la vô cùng, trong đó hỗn độn khí bốc lên, một luồng liền có thể áp sập sơn hà, chấn vỡ đồi núi, thánh giả đều muốn biến sắc. Nhưng chính là như vậy sinh mệnh cấm khu, bây giờ lại có người vượt qua mà đến, người nào nhìn sẽ không khiếp sợ, người nào gặp không còn thấy dọa người, mà đạo thân ảnh này, tự nhiên chính là Cố Trường Thanh. Vượt qua hỗn độn hải, tuy nói phí tổn thời gian có phần lâu, nhưng thu hoạch cũng to lớn á. Lại lần nữa đạp vào đại địa, cước đạp thực địa cảm giác truyền đến, để Cố Trường Thanh đều là không khỏi trong lòng thư sướng, nhẹ giọng cảm khái. Hắn bên trong xem bản thân, thể nội, 365 khối đạo cốt đều đã toàn bộ thối luyện vì lưu chuyển tiên huy tiền cốt. Kinh mạch càng là trong suốt, lấp lấy thần quang, phảng phất thượng thừa nhất lưu ly mỹ ngọc đồng dạng, biến thành tiên mạch. Vượt qua hỗn độn hải, hao tốn Cố Trường Thanh trọn vẹn thời gian một năm. Nhưng một năm này tuế nguyệt, đối Cố Trường Thanh tới nói, thắng qua hắn trăm năm khổ tu. Cái kia một cái tiên linh trùng bên trong phong phú tiên linh khí, tại hỗn độn hải áp lực dưới, bị hắn nghiền ép ra trọn vẹn 5/6, để hắn thuận lợi đúc thành tiền cốt, tiên mạch. Chỉ kém một bước cuối cùng, tại thể nội mở ra có thể dung nạp tiên đạo pháp lực tiên khiếu. Chỉ cần lại đã thông 108 chỗ tiên linh khiếu huyệt, hắn thái sơ tiên thể, liền coi như chính thức tiểu thành. Chỉ bất quá, muốn mở tiên linh khiếu huyệt, chỉ dựa vào đạo tôn cảnh linh lực, dù là ta là hỗn độn thể, ngưng luyện trình độ cũng có chút không đủ, nhất định phải đột phá đến đế cảnh mới được. Kỳ thật, luận tu vi tích lũy, nếu như Cố Trường Thanh nghĩ, đã sớm có thể bước vào huyền đế cảnh. Chỉ là hắn không muốn như vậy cuống cuồng mà thôi. Thành tựu đế cảnh trước, hắn muốn nhận tập hợp đầy đủ đại đạo hạt giống, để cho mình căn cơ càng thêm mưng thực. Tại Nam Huyền, đại đạo hạt giống chân quý vô cùng, nhưng ở Bắc Hoang độ khó khăn thì thấp hơn nhiều rồi. Cố Trường Thanh cũng không nóng nảy, nhìn về phía trước, có chút xa lạ Bắc Hoang đại địa, ánh mắt chờ mong. Nơi này, đại thế khôi phục đã hơn 20 năm, nồng độ linh khí đều xa không phải Nam Huyền có thể so sánh. Cho dù là dưới chân mảnh này cằn cỗi địa giới, dù là Cố Trường Thanh là theo Nam Huyền vượt qua mà đến, cùng này phương thiên địa vẫn tồn tại ngăn cách. Cố Trường Thanh cũng có thể cảm giác được, ở chỗ này tu hành một ngày, đều thắng qua Nam Huyền tu luyện 10 ngày ít lời. Như thế tu luyện bảo địa, thân tăng cơ duyên cũng sẽ càng nhiều đương nhiên. Cạnh tranh đoán chừng cũng sẽ kịch liệt hơn, bất quá nha. Cố Trường Thanh khóe miệng nhắc lên một vệt ý cười. Chính mình vượt qua Bắc Hoang mà đến, không phải là vì những thứ này. Bất quá, trước lúc này, còn phải lại hiểu rõ hơn phía dưới Bắc Hoang tình huống, còn phải lại tra một chút, cái kia Xí Thiền Cốc, Tuyết Hoàng Sơn, Lăng Ba Đảo chờ thần ma tộc quần tình huống. Muốn đến, cái này ba nhà, còn có bọn hắn những cái kia tộc đàn phụ thuộc, hiện tại chỉ sợ đều đã hối hận thanh ruột đi. Ngay tại Cố Trường Thanh trầm ngâm thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, ông, hắn chỉ cảm thấy mình thể nội, một cỗ huyền diệu khí thế tiếng rung, chợt. Một đạo thần huy vọt lên, trực tiếp hóa thành một phương hội quyển, để Cố Trường Thanh đều là ngơ ngẩn. Đây là Thiên Vận Hội Quyển. Cố Trường Thanh tu có khí vận tuyệt học lớn hơn Thiên Vận Đồ Lục nhỏ hơn, có thể diễn hóa Thiên Vận Hội Quyển gánh chịu Nam Huyền nhân tộc khí vận. Nhưng bây giờ hắn đã đến Bắc Hoang, cái này Thiên Vận Hội Quyển hiệu của tự nhiên cũng theo đó đánh mất. Nam Huyền thiên địa, nhân đạo khí vận gia trì, tự nhiên cũng theo đó bị ngăn cách. Cố Trường Thanh trong lòng, ban đầu vốn cũng có chút tiểu thất lạc, nhưng ở vượt qua hỗn độn hải lúc đều đã có chút quen thuộc. Hiện tại lớn hơn Thiên Vận Đồ Lục nhỏ hơn, vậy mà lại có dị biến. Ngay tại Cố Trường Thanh nghi hoặc lúc, xoát, nguyên bản Thiên Vận Hội Quyển chỗ đứng, nhưng lại có một đạo mới dị tượng dâng lên, để Cố Trường Thanh đều là không khỏi trợn to hai mắt.
Đó là một tòa nguy nga bảo đỉnh, dáng vẻ trang nghiêm, trưng cao trăm trượng, trong đó tử khí bốc lên, sáng chói mà thần dị. Có vô số nhân tộc cường giả đang theo bái phương này bảo đỉnh, như triều thánh đồng dạng. Mà tại dị tượng biên giới, thì có đếm không hết vạn tộc vây quanh, nhìn chằm chằm, nhưng ở bảo đỉnh thần huy trước mặt, căn bản là không có cách tới gần nhân tộc không nói, tại dị tượng hiển hóa sau cùng. Bảo đỉnh bên trong càng là vọt lên sáng chói tử khí, trực tiếp đem những dị tộc kia hư ảnh toàn bộ xua tan. Mà Cố Trường Thanh đến tận đây cũng là triệt để minh ngộ, lớn hơn thiên vận đồ lục nhỏ hơn. Tuy nhiên đây là Nam Huyền Thiên Địa ban thưởng ta khí vận tuyệt học, nhưng lại không phải chỉ có thể dùng để thu nạp Nam Huyền Thiên Địa nhân tộc khí vận à. Cố Trường Thanh trong mắt đều là có tinh mang như điện. Nam Huyền nhân đạo khí vận có thể dùng thiên vận hội quyền thu thập, mà tại Bắc Hoang thiên vận đồ lục thì có thể hóa thành chúng sinh tử khí đỉnh, đỉnh hưng thịnh nhân đạo, trấn áp vạn tộc. Đây cũng là Bắc Hoang nhân tộc nói, cũng là hắn Cố Trường Thanh tiếp đó muốn đi đạo đồ. Mà ở trong quá trình này, như hắn tại Nam Huyền lúc như thế, vô luận là khai chi tán diệp, lớn mạnh đại gia tộc, hoặc là thu nạp thiên kiêu cường giả đi theo, thậm chí cả Bắc Hoang nhân tộc chúng sinh tôn sùng cung phụng, trấn sát vạn tộc chiến tích, vạn tộc thần mà em ngại, vân vân, cũng có thể trở thành Bắc Hoang nhân đạo trộm biến hóa ra chúng sinh từ khí đỉnh chất dinh dưỡng. Vì Cố Trường Thanh tại Bắc Hoang khí vận có một viên gạch, đối với Cố Trường Thanh tới nói tuyệt đối được xưng tụng là ngoài ý muốn vui mừng. Mà lại chúng sinh từ khí đỉnh ngưng đúc còn có thể để cho ta tự thân số mệnh linh lực thần thức chờ một chút đều phù hợp Bắc Hoang thiên đạo, chỉ lúc trước cái loại này cùng Bắc Hoang thiên tồn tại ngăn cách cùng xa cách cũng đem lại không tồn tại. Trong lòng khẽ động, Cố Trường Thanh cũng không có trì hoãn, trực tiếp ngồi xếp bằng liền bắt đầu tu luyện. Khí vận lưu quang cùng trong đan điền linh lực thức hải bên trong thần thức xen lẫn không ngừng diễn hóa, trong đan điền dần dần hội tụ ra một phương đỉnh nhỏ hư ảnh. Ở trong quá trình này, đan điền thức hải đều bị áp chế, không cách nào vận dụng linh lực cùng thần thức. Nhưng Cố Trường Thanh cũng không lo lắng, hắn tuy nhiên cảnh giới chỉ là đạo tôn viên mãn, nhưng luận thần thức cường độ cho dù là đế quân đều khó mà cùng bằng được. Cho dù thần thức đều bị phong ấn ở thức hải bên trong, hắn phạm vi cảm ứng vẫn như cu viễn siêu tầm thường đế cảnh, đến mức nói linh lực không cách nào vận dụng thì càng không cần lo lắng. Tuy nói Cố Trường Thanh hiện tại còn chưa hoàn toàn đúc thành 10 thành tiên thể, nhưng 7 thành tiên thể gia trì dưới, nhục thể của hắn vẫn như cũ vô cùng khủng bố. Đồng dạng đế quân, tại nhục thể của hắn trước mặt đều như thế như con kiến hôi, chỉ cần một kích liền có thể trấn sát. Lại thêm thái độ bình thường chiến lực thánh quân viên mãn, tiêu hao bản nguyên tinh khí về sau, liên chuẩn thánh đều không sợ thiên luyện thần khôi. Cố Trường Thanh tự nhiên không cần đến lo lắng biến cố gì. Lùi một vạn bước nói, chuyển hóa khí vận có thể phí tổn bao lâu thời gian? Mình bây giờ lại không có Nam Huyền nhân tộc khí vận tăng phúc, thì chính mình một khí vận của người có thể có bao nhiêu? Nhiều nhất 1-2 ngày, đoán chừng thì chuyển hóa hoàn tất. Cố Trường Thanh tràn đầy tự tin. Thế mà, đảo mắt 1 tháng đi qua, đại hoang bên trong, Cố Trường Thanh dậm chân mà đi, cảm thụ được thể nội đan điền tình trạng, khóe miệng đều là không khỏi hơi hơi run rẩy. Hắn thể nội đan điền bên trong, phía kia chúng sinh từ khí đỉnh đã theo lúc đầu không đủ 1 trượng lớn nhỏ, phát triển đến hơn 30 trượng, trọn vẹn tăng trưởng hơn 30 lần. Nhưng Cố Trường Thanh rõ ràng cảm giác được, chính mình khí vận lên một nửa đều còn không có chuyển hóa hoàn tất. Cái này, ta khí vận có như vậy hưng hực? Cố Trường Thanh hơi hơi nâng trán, đã lâu có chút bất đắc dĩ. Đúng lúc này, giống một đạo tiếng thú gào từ nơi không xa một mảnh đầm lầy chỗ sâu vang lên. Ngay sau đó, một đầu ngạc long nhảy ra đầm lầy, hướng về Cố Trường Thanh chính là phốc giết tới đây. Ngạc long thể dài tới 100 trượng, uy áp ba động khiếp người vô biên, đã đạt đến huyền tôn tầng thứ, quanh thân sinh trưởng xanh thẳm lân giáp, răng nanh sắc bén, làm lòng người rét lạnh. Nhưng Cố Trường Thanh trong mắt chỉ có băng lãnh cùng mỉa mai. Dạng này yêu thú, hắn đoạn đường này chạy đến đã gặp phải không ít. Dù sao hắn hiện tại linh lực thần niệm đều bị dùng tại ngưng luyện chúng sinh từ khí đỉnh phía trên, khí tức ba động đều không thể thả ra, nhìn qua liền như phàm nhân đồng dạng. Nhưng cũng chỉ là nhìn qua mà thôi, hiếm thấy để thiên luyện thần khôi đi về nghỉ một chút thì gặp phải mắt không mở mặt hàng, thực sự là. Cố Trường Thanh nhẹ giọng nói nhỏ, đang muốn đưa tay đem đầu này ngạc long trấn sát, nhưng vào lúc này ở phía trời xa lại trước truyền đến một đạo khẽ kêu âm thanh. Từ đâu tới nghiệt xúc, dám ở đây đả thương người, muốn chết. Theo đạo này khẽ kêu rơi xuống, oanh, một đạo kiếm khí màu lam đậm tự nơi xa bay xuống, không chờ Cố Trường Thanh kịp phản ứng, chính là trùng điệp đánh vào đầu kia ngạc long trên thân, trực tiếp đem đầu kia ngạc long chém làm 2 đoạn. Theo ngạc long bị chém, nơi xa một tên váy trắng nữ tu ngự hồng mà đến, eo nhỏ chân dài, tư thái thướt tha, khí chất lãnh diễm, khi nhìn đến Cố Trường Thanh về sau, trong mắt rõ ràng có ngoài ý muốn hiện lên. Đạo hữu, tình huống này chẳng lẽ là có thương tích trong người? Lạc Lệ ánh mắt có chút ngoài ý muốn. Mảnh này hoa nguyên có thể tính toán không được an bình, mặc dù tiếp giáp hỗn độn hải, linh mạch cằn cỗi, nhưng đối yêu thú mà nói, mảnh này khu vực linh khí bên trong còn hỗn tạp một chút hỗn độn khí. Tuy nhiên không nhiều, nhưng vẫn như cô có thể trên diện rộng tăng tốc bọn họ thể phách trưởng thành tốc độ. Như đầu này ngạc long giống như huyền tôn cấp yêu thú, có thể số lượng cũng không ít.
thậm chí lại hướng phía nam, hỗn độn hải phương hướng đi đi, có người còn mắt thấy qua thiên tôn cấp yêu thú ẩn hiện. Tại Lạc Lệ xem ra, Cố Trường Thanh một người sẽ xuất hiện ở đây, làm sao cũng nên là có chút tu vi nhân vật. Cho dù không có huyền tôn cảnh, thánh hoàng cảnh thực lực dù sao cũng nên có. Nhưng không nghĩ tới, nàng chém Ngạc Long, lại phân thần quan sát Cố Trường Thanh lúc, lại là mảy may khí tức ba động đều phát giác không được. Nếu không phải Cố Trường Thanh cái kia cố khí chất quá mức bất phàm, nàng cơ hồ muốn coi là đây là một vị ngộ nhập đại hoang phàm nhân rồi, cho nên Lạc Lệ mới có thể như vậy ngoài ý muốn. Nhưng tỉnh táo lại về sau, Lạc Lệ liền tự cho là hiểu Cố Trường Thanh tình huống, đoán chừng là một vị nào đó huyền tôn đạo hưu muốn đi cái này đại hoang cuối cùng tầm bảo, kết quả gặp đại yêu thú, người bị thương nặng đi. Nghe được Lạc Lệ lời nói, Cố Trường Thanh khẽ giật mình, chợt liền minh bạch Lạc Lệ hiểu lầm nguyên nhân, thoáng trầm ngâm về sau liền gật đầu dứt khoát. Bèo nước gặp nhau, hắn cũng không muốn giải thích quá nhiều, hơi hơi không người. Đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu giúp. Nghĩ nghĩ, hắn hơi hơi đưa tay, từ chữ vật túi bên trong lấy ra một đóa linh hoa đến. Cái này là trước kia thiên luyện thần khôi thay hắn hộ đạo, chém vài đầu huyền tôn yêu thú lúc, tiện tay thu tập được linh dược. Hắn dược hiệu Cố Trường Thanh trướng mắt, duy nhất đặc điểm cũng là mở cực kỳ thanh nhã, hương khí thấm vào ruột gan, cho nên lưu lại. Lúc này dứt khoát lấy ra, xem như tạ lễ. Mà lại, tại cái này đại hoang ghé qua đã một tháng có thừa, hiếm thấy đụng phải người sống. Cố Trường Thanh cũng muốn theo Lạc Lệ nơi này, tìm hiểu một chút mình bây giờ đến tột cùng vị trí chỗ nào, Bắc Hoang Thần Châu địa lý tình báo, vân vân. Nhưng, tại Cố Trường Thanh xem ra chỉ là tiểu đông tây linh dược, rơi xuống Lạc Lệ trong mắt, lại làm cho nàng hai mắt đều trợn to. Đây là Huyền Linh Thanh Hà. Đây cũng không phải bình thường linh dược, xưa nay chỉ có hỗn độn hải biên giới mới có thể sinh trưởng, thu hỗn độn khí tầm bổ. Sau khi phục dụng, cho dù là đạo tôn cảnh tu sĩ, cũng có thể nhờ vào đó tiến một bước trì luyện thần thức, mở rộng thức hải. Tại tôn giả giai linh dược bên trong, xem như có chút chân quý một số. Sẵn này linh dược đều bị Cố Trường Thanh xuất ra làm tạ lễ, để Lạc Lệ cũng nhịn không được chối từ. Cái này, phần lễ vật này quá quý giá, cái này sợ là đạo hữu bốc lên nguy hiểm tính mạng tìm được, còn mời đạo hữu thu hồi đi. Đạo hữu không cần để ý, cái này không chỉ là đúng đạo hữu xuất thủ tạ lễ, cũng là nghi hướng đạo hữu hỏi ý kiến hỏi một chút, cái này tình huống xung quanh. Thực không dám giấu giếm, Cố Trường Thanh do dự một chút, viện một cái lý do. Tại hạ cũng không phải là nơi đây tù sĩ, mà chính là bị thời không loạn lưu, mang tới đây. Ồ, lại có việc này. Lạc Lệ khẽ giật mình, thoáng trầm ngâm về sau, chính là chủ động mở miệng nói. Đã dạng này, cái kia đạo hữu không bằng đi ta học viện ở chút thời gian, đạo hữu muốn biết cái gì, ở nơi đó cũng có thể dễ dàng hơn tìm hiểu tình báo. Đồng thời, ta Lạc Thần học viện cũng có chuyên môn linh địa, ở nơi đó liệu thương, cần phải so đạo hữu ở lại đây đại hoang bên trong, hiệu suất càng nhanh. Cũng coi là không uổng phí đạo hữu đưa ra đó này Thanh Hà. Linh địa, Lạc Thần học viện, nghe những thứ này xa lạ danh từ, Cố Trường Thanh không khỏi hơi hơi khiêu mi, chắp tay nói. Đã dạng này, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Không phiền phức, bây giờ vạn tộc quật khởi, ta nhân tộc đạo hữu bên ngoài, cũng làm hỗ trợ mới là. Lạc Lệ gặp Cố Trường Thanh đồng ý, lúc này mới tiếp nhận Cố Trường Thanh đưa tới linh hoa, hào phóng cười một tiếng. Chính là chủ động hạ xuống độn quang, tiếp dẫn Cố Trường Thanh đứng lên nến, hướng về xa xa Lạc Thần học viện lao đi. Mà tại trở về trên đường, Cố Trường Thanh cũng là theo Lạc Lệ trong miệng, biết được hắn nghĩ muốn hiểu do Bắc Hoàng rất nhiều cơ sở tình báo. Cùng Nam Nguyên Thần Châu, 8,1 giới vực chi chít khắp nơi tình trạng khác biệt. Bắc Hoàng đại địa, rộng lớn vô biên, nhưng cũng chỉ có 13 tòa đại cảnh. Một tòa đại cảnh diện tích, đủ để cùng Thần Châu 1-2 ngàn giới vực cùng nhau diện tích đánh đồng. Mà bọn hắn hiện tại vị trí, chính là 13 cảnh bên trong hoang cảnh. Cùng Bắc Hoàng những nơi khác một dạng, hoang cảnh đại địa, cũng là vạn tộc săn sát, mà rất nhiều tộc quần bên trong, lại lấy Nguyệt Linh tộc, Man Thần tộc, Thanh Giao tộc chờ mấy cái đại tộc quần vi tôn. Nhân tộc ở chỗ này chỉ có thể coi là trung du tộc quần, thậm chí càng lại chết xuống dưới một điểm. Kỳ thật, tại đại thế mở ra trước đó, loại này đại thế cũng không ảnh hưởng tới chúng ta những tôn giả này, nhưng bây giờ theo đại thế cạnh tranh càng kịch liệt, liền xem như chúng ta đều không thể tránh khỏi bị cuốn vào đến trong sóng gió phong ba. Lạc Lệ nói, ngư khí cũng là hơi xúc động. Năng trường quản Lạc Thần học viện, phụ thuộc tại Ánh Nguyệt Thần Triều phương này để cấp thế lực, mà Thần Triều Tiên Hoàng thì chết tại một trận đại thế thiên kiêu tranh phong bên trong, vì đó bên trong một phương dị tộc thiên kiêu, hắn hộ đạo trưởng bối giết chết. Đá mắt đi Trần Dư đế cảnh, Ánh Nguyệt Thần Triều đều suýt nữa bởi vậy hủy diệt. May ra có Ánh Nguyệt Nữ Đế hoành không xuất thế, lúc này mới duy trì ở Ánh Nguyệt Thần Triều ổn định. Nhắc đến vị này Ánh Nguyệt Nữ Đế, Lạc Lệ ngữ khí đều là có chút sùng bái. Nếu không phải Nữ Đế xuất thế, Thần Triều đều muốn hủy diệt, đến lúc đó không có đế cảnh che chở. Mảnh này cương vực đều muốn vì dị tộc trộm bá, chúng ta những người này tộc cho dù có thể giữ được tính mạng, cũng sẽ bị ép rời đi quê hương, từ đó ăn nhờ ở đậu. Chỉ là, nghĩ đến hoang cảnh bây giờ nhân tộc đại cảnh huống, Lạc Lệ trong lòng vẫn còn có chút trầm trọng. Hiện nay, vạn tộc tranh bá, các tộc thiên kiêu đều tại xuất thế, thiên tư một cái sau một cái lóa mắt. Nhất là Nguyệt Linh tộc cùng Man Thần tộc, không chỉ có Nguyệt Linh nữ hoàng cùng Man Thần chi chủ đều đứng tại hoang cảnh đỉnh điểm, vì thánh cảnh tồn tại, thì liên truyền nhân của bọn hắn đều rất lóa mắt.
Man thần tộc vị kia siêu cấp thiên kiêu, bị man thần chi chủ xưng là chỉ cần bất tử, liền có thể vì thánh tuyệt đại thiên kiêu. Mà Nguyệt Linh tộc đương đại công chúa, càng là huyết mạch phản tổ, giác tỉnh Nguyệt Linh nhất tộc thủy tổ huyết mạch. Hắn thiên tư độ cao, tu hành bất quá 20 mấy tuổi, liền chạy tới thánh tôn cảnh cuối cùng, tùy thời đều có thể bước qua một bước kia, thành tựu đạo tôn. So sánh với nhau, hoang cảnh nhân tộc tối cường đạo thống Thiên Nguyên Thánh Triều còn kém nhiều. Thiên Nguyên Thánh Triều mấy vị hoàng tử hoàng nữ đều chỉ có thể miễn cưỡng tại hoang cảnh tuổi trẻ thiên kiêu trên bảng danh sách chiếm cái thứ tự, đừng nói đưa thân 10 vị trí đầu, cũng là 30 vị trí đầu đều quá sức. Nhìn lấy Lạc Lệ hơi xúc động, thương cảm bộ dáng, Cố Trường Thanh không khỏi mở miệng trấn an nói: "Đạo hữu cũng không cần tự coi nhẹ mình, ta nhìn đạo hữu thiên tư cũng rất bất phàm, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể đăng lâm hoang bảng." "Đạo hữu cũng không cần trấn an ta thiên phú, anh." Lạc Lệ cười khổ một tiếng, lấy huyền tôn cảnh tu vi tới nói, nàng đích xác rất trẻ trung, đến bây giờ cũng bất quá mới 20 mấy tuổi, cùng Cố Trường Thanh xem như người cùng thế hệ. Tu vi như vậy, tuyệt đối có thể dùng thiên kiêu để hình dung, phóng nhãn toàn bộ Bắc Hoang đều là người nổi bật. Chỉ tiếc, Lạc Lệ rõ ràng tình huống của mình. Tại bước vào huyền tôn cảnh trước, nàng đã từng tưởng tượng qua, chính mình là một đời thiên kiêu, có thể vì nhân tộc đặt chân Bắc Hoang xuất lực, nhưng về sau thì nghĩ thoáng. Ta thiên phú, tại bước vào huyền tôn cảnh sau liền đã dùng hết. Đời này có thể thành tựu thiên tôn cũng đã là thu hoạch lớn nhất. Lạc Lệ nói, than khẽ, tại phá vỡ mà vào huyền tôn trước, nàng tu hành có thể nói là xuôi gió xuôi nước, tiến cảnh cực nhanh. Nhưng thành tựu huyền tôn về sau thì chậm chạp không biết gấp bao nhiêu lần. Bây giờ cách nàng tu thành huyền tôn đã qua đi 10 năm gần đây, nàng còn chỉ dừng lại ở huyền tôn sơ kỳ. Cho dù chiến lược không tầm thường, có thể cùng đồng dạng huyền tôn hậu kỳ chính là tới huyền tôn viên mãn tranh phong. Nhưng cái nào thì có ích lợi gì? Nhìn lấy Lạc Lệ thất lạc bộ dáng, Cố Trường Thanh không nhịn được cười một tiếng, không nói thêm gì, chỉ là ở trong lòng đã quyết định, sau này có thể bớt thời gian, vì Lạc Lệ luyện chế một viên linh đan, tăng tốc thể chất nàng giác tỉnh. Lạc Lệ mệnh cách, hắn đã để ở trong mắt, hắn tiên thiên mệnh cách, thế nhưng là tương đương xuất sắc, chính là hàng thật giá thật kim thất phẩm thiên nguyệt thể. Thiên nguyệt thể kim thất phẩm, miêu tả, thể nội sinh ra chất chứa đỉnh cấp truyền thừa, bước vào tôn giả cảnh sau bắt đầu thức tỉnh, hoàn toàn khôi phục về sau. Tu luyện hiệu suất tiến triển cực nhanh, càng có thể giác tỉnh truyền thừa tuyệt học lớn hơn thái âm bảo thuật nhỏ hơn, vì 3.000 đại thần thông trước 1/10 thái âm đại thần thông bản thiếu, như ngộ tính đầy đủ, càng có thể nhờ vào đó để ngược phục hồi như cũ ra hoàn chỉnh thái âm đại thần thông. Thái âm đại thần thông, cùng thái dương đại thần thông đặt song song nhân tộc 3.000 đại thần thông 10 vị trí đầu hàng ngũ, đáng tiếc tại thái cổ thời đại liền đã thất truyền. Mà Lạc Lệ thể nội giác tỉnh thái âm bảo thuật, lại có thể đẩy ngược ra quyển này thần thông. Chỉ dựa vào điểm này, tương lai của nàng thành tựu thì tuyệt sẽ không thấp. Cố Trường Thanh đối thái âm đại thần thông có chút hứng thú, mà lại nếu có thể thu phục Bắc Hoang nhân tộc thiên kiêu, đối với hắn rèn luyện chúng sinh tử khí đỉnh hiệu suất cũng có tương đối lớn tăng lên tăng phúc. Mà trừ cái đó ra, Cố Trường Thanh ánh mắt nhìn về phía nơi xa đã dần dần ở trên đường chân trời xuất hiện hình dáng Lạc Thần Học Viện. Hắn ánh mắt vượt qua Lạc Thần Học Viện bên trong đình đài lâu các hoa tản sân nhỏ, thẳng đến Lạc Thần Học Viện chỗ sâu nhất, cái kia mảnh linh hồn mút trời linh địa bên trong mới dừng lại. Sau đó nheo cầm mắt lại, trong mắt đều có tinh mang như điện. Tuy nhiên hắn hiện tại thần thức đã bị toàn bộ dùng tại rèn luyện chúng sinh từ khí đỉnh bên trong, nhưng hắn viễn siêu tầm thường đế cảnh cảm giác, vẫn như cũ để hắn cảm ứng rõ ràng đến ở mảnh này linh địa cuối cùng. Sâu dưới lòng đất, đang có lấy một cái phẳng phất hạt giống đồng dạng linh quang, chính đang lặng lẽ đang ngủ say, thuế biến lấy. Tuy nhiên còn cảm ứng không ra cái này viên linh trùng thuộc tính. Nhưng Cố Trường Thanh chỉ một cái liếc mắt, liền phân biệt nhận ra được, cái này linh trùng đúng là hắn khổ tìm, dùng để phá vỡ mà vào đế cảnh phụ trợ chân bảo, đại đạo hạt giống. Cái này Bắc Hoang, thật đúng là có đầy đủ giàu có đó à. Cảm thụ được cái viên kia linh trùng khí thế, Cố Trường Thanh đều là nhịn không được ở trong lòng cảm khái một câu. Đúng lúc này, bên cạnh Lạc Lệ thanh âm lại là truyền tới, trong giọng nói của nàng tràn đầy kinh hỉ cùng thật không thể tin. Trong tay thì là một cái truyền tin linh phù lóe lên ánh sáng nhạt, hiển nhiên là mới vừa thu được cái gì tin vui. Đạo hữu, ta vừa mới không phải nói, ta hoang cảnh nhân tộc sự suy thoái, thiếu có thiên kiêu sao? Nhưng bây giờ thì khác, ta nhân tộc cũng có tuyệt đại thiên kiêu xuất thế. Lạc Lệ ngữ khí kích động, nhìn về phía Cố Trường Thanh, trong mắt đều là kinh hỉ, nhắc đến cái kia tuyệt đại thiên kiêu lúc, ngữ khí càng là có vô biên sùng bái. Ngay tại vừa mới, thần triều đế đô bên kia truyền đến tin tức, bệ hạ đã tiếp vào mới hoang bảng bài danh. Ta nhân tộc, ra một vị thiên kiêu, vừa xuất thế, còn chưa có cái gì chiến tích, liền trực tiếp bị đính lập hoang bảng mấy cái đại giáo, xác lập đến hoang bảng thứ 10. Tên của nàng, gọi Cố Y Nhân,